Rồi chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu đồng hồ cổ trên toàn quốc. Thì trước mắt quý vị và các bạn là một con đồng hồ cổ của Pháp. Đây về hàng bãi về cực kỳ đẹp luôn, con này xuất sắc luôn nha quý vị. Quý vị xem ha, mặt trước của nó, bên cạnh đây ha. Đấy, rất đẹp. Thì những con này thì giữ nguyên bản hết quý vị. Cái nhật này nó hơi không có thọt cái điện thoại vô nhưng mà nó đẹp, nó mới như dệt đây luôn nha quý vị. Đây. Đây, quý vị thấy ha, độ mới của nó, độ mặt. Thì con này cái mặt nó gì như vậy quý vị, hoa văn rất là đơn giản. Quý vị có thể bài trí tất cả các cái không gian trong nhà. Đấy, rất là dễ dàng. Bên hông thì nó có hai cái móc phá cửa này ha, mở ra, mở cửa. Con này nó đánh gong đồng nha quý vị. Gong đồng, búa đồng. Đánh gong đồng ha, âm thanh nó sẽ dịu, nó sẽ thanh, nó rất là hay. Made in France ha, của Pháp. Đánh bài Westminster, máy thì vẫn 7 ngày. Con này thì nó có cái kích thước là chiều cao nó khoảng 50 quý vị. À, nó khoảng 50 mấy á, 52, 53 đó. Chiều ngang thì nó khoảng 40 ha. Chiều ngang 40. Rồi bây giờ em sẽ test chuông cho quý vị nghe nha. Rồi sau đó em sẽ rút máy ra cho quý vị xem bên trong. Chuông nó rất là thanh, rất là dễ chịu quý vị. Rất hay luôn. Gong đồng ha, gong đồng. Bây giờ em người thấy ha, máy nó rất là mạnh, máy nó chạy đã dầu mỡ tất cả các đầy đủ hết rồi. Vì về chỉ việc treo lên dùng thôi ha, không cần phải làm gì nữa hết. Hơi khó tháo vì em sẽ để cái điện thoại xuống ha. Rồi đây quý vị, máy thể dễ nó chạy ha, vì thế ha, dễ cá ha. Đây là cái dòng rất là hiếm. Đây răng đây ha, răng Romanet răng. Rồi tuyệt vời quý vị ha. Rồi con này có cái mức giá rất là dễ chịu thôi quý vị, giá chỉ có 6,2 triệu thôi ha. 6,2 triệu em bao ship toàn quốc cho quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.